Trong món ăn này thì nguyên liệu chính sẽ là cái vịt. Ở đây là hai cái đùi khoảng 800 g. Còn ở đây là sườn để mà mình nấu cái nước súp cho nó ngọt thì mình nên lựa cái xương có nhiều nạc một chút. Ở đây mình khuyên có 10 hoặc là 12 cái nấm đông cô như thế này. Rồi mình có ngò, rồi có cải này để ăn kèm. Nếu như mà ở Việt Nam thì mình có thể mua thêm hẹ nữa, nhưng mà ở đây mình khuyên không có, do đó chỉ sử dụng cái cải này. Cải ngọt đó thì ăn cũng đúng nữa và ngon. Ở đây là đồ chua, mình sẽ làm với đầy su hào, bởi vì nếu như đúng thì phải làm đu đủ, nhưng mà mình khuyên không mua được thì sẽ làm su hào cà rốt. Rồi ngoài ra thì mình có ở đây là củ hành nè, có gừng, có tỏi, quế, đinh hương, vỏ quýt khô, hoa hồi hay là đại hồi đó. Mình khuyên để cho một số bạn chưa biết nhìn thấy rõ, cũng có thể gọi nó là tai vị. Và ở đây là đinh hương. Vịt này mình sẽ rửa với lại rượu gừng hoặc là rượu và gừng. Nếu mà rượu và gừng thì lấy rượu mình chế vô, xong rồi mình lấy gừng mình giã, mình bỏ vô. Sau khi mình rửa sạch cái thịt vịt cũng như là sườn, mình sẽ để qua một bên. Và tiếp theo mình sẽ đi ngâm cái nấm đông cô này. Để cho nhanh thì mình sẽ ngâm với lại nước ấm. Thì thường cái nấm này mình phải ngâm khoảng 20 phút thì cái nấm nó mới nở. Mình khuyên ngâm ở đây. Cho vào lò nướng, mình nướng củ hành nè, nướng tất cả những cái này, trừ tỏi ra. Tỏi thì mình sẽ lột vỏ thôi. Để nướng củ hành thì mình khuyên sử dụng cái air fryer cho nó nhanh đó. Có thể cho lên chảo và mình rang. Và với tỏi bây giờ mình khuyên sẽ bầm nhuyễn ra với 180 độ C, hoặc là cho vào lò nướng đó. Thì mình cần 3 phút cho cái vỏ quýt và đinh hương, 4 phút cho quế và cái hồi, và 5 phút cho cái gừng và củ hành. Thì sau khi mà mình nướng cái củ hành xong thì mình mới lột, mình bỏ cái vỏ này đi. Bây giờ nó nóng lắm, mình khuyên để cho nó nguội bớt. Đây là hai đùi vịt, mình sẽ ướp vịt đây. Tỏi mình bầm nhuyễn rồi đó, mình sẽ cho vô một muỗng canh hắc xì dầu, hay là black soy sauce hoặc là dark soy sauce là hắc xì dầu. Bởi vì cái món này nó có màu đen đó, mình cần phải sử dụng cái hắc xì dầu. Bước tiếp theo là một muỗng canh nước tương, 1/3 muỗng cà phê hạt nêm. Giả sử như mình không có hắc xì dầu thì mình sẽ thay bằng nước tương cũng được, nhưng cái màu nó không có lên đen được. Cho tiêu lên luôn. Để cho cái đùi vịt này nó nhanh thấm gia vị thì mình quay trở lại, mình khứa những cái đường ở đây, hai đường thôi, hoặc là mình có thể xăm, đừng xăm nhiều quá nát. Rồi trộn đều lại thì ướp ở đây ít nhất là 15 phút. Còn nếu như mình có thời gian, mình có thể ướp trong vòng 1 tiếng. Ở bên đây là một nồi nước là 3,5 lít, có nghĩa là nó là 14 cups. Mình sẽ nấu cho 8 người ăn, 8 tô đó. Khi mà mình nhìn vào trong nồi, mình thấy nước sủi tăm như thế này. Sủi tăm có nghĩa là những cái bọt nó sủi sủi lên đó. Thì mình cho một muỗng canh muối vô, cho toàn bộ cái sườn. Hôm nay mình khuyên nấu khoảng 750g sườn. Và bây giờ mình sẽ chờ cho cái nước nó sôi lên để mình vớt bọt. Nếu như anh chị em và các bạn thích mình trụng cái sườn cũng được, nhưng mà mình khuyên không có muốn nó mất cái chất ngọt đó. Do đó mà mình khuyên không có trụng sườn và chỉ vớt bọt sạch thôi. Dù cho mình nấu nồi thường hay là mình nấu nồi áp suất thì mình cũng nên vớt bọt cho thật kỹ thì cái nước dùng nó mới trong. Và để cho nước dùng trong thì một bí quyết nữa là mình sẽ cho vào đây khoảng 2 vá nước, 2 cái vá múc canh nước nè. Mình cho nước lạnh thôi. Và mình mở lửa cho thật là lớn luôn để cho nó đun lên một lần nữa và cái bọt nó tạo lên một lần nữa thì, và mình sẽ vớt ra hết thì cái nước dùng nó sẽ trong. Thật ra bây giờ nó cũng đã trong vắt rồi đây nè. Và mình sẽ cho cái củ hành. Gừng mình sẽ chẻ đôi, chẻ ba, mình bỏ luôn. Cho vỏ quýt luôn luôn. Cho cả cái thanh quế. Rồi sẽ dùng một cái đồ đựng gia vị. Nếu như mình có, còn không thì mình sẽ dùng một cái miếng vải lưới. Mình cho cái này vô luôn. Mình xin sẽ đậy ở đây. Kể từ lúc cái vanh đỏ này nè bật lên, mình sẽ để lửa nhỏ xuống. Và mình nấu trong vòng 15 phút đến 20 phút thì cái xương nó mềm. Để làm mì thì mình sẽ sử dụng bột số 550. Nếu anh chị em và các bạn ở Mỹ sẽ dùng bread flour là bột làm bánh mì. Mình sẽ cắm điện vô trước tiên để cho máy nó khởi động. Cái giò để nó cân đó. Cho cái máy này nó có cái cân.
cái đó mình không có cần cân ở ngoài. Hôm nay mình Quyên sẽ làm 400g cái bột mì. Và tiếp theo là bột khoai tây, hay là còn gọi là tinh bột khoai tây. Ở Mỹ thì anh chị em và các bạn mua cái potato starch, mình cho vào đây 100g. Bột có màu trắng tinh luôn, 500g, tổng cộng 2 loại bột. Tiếp theo sẽ là 1/2 muỗng canh muối, tức là 1 muỗng cà phê vuông muối đó. Với 500g bột sẽ sử dụng 190ml chất lỏng. Chất lỏng có nghĩa là nước, trứng, hoặc là nước hoặc là trứng. Và mình nhìn vào trong đây, mình thấy chưa đủ. Mình châm nước vô cho đủ 190ml nha. Nếu như mà mình lấy nhiều hơn là coi chừng nó dư thì mì nó nhão, còn ít hơn thì nó khô. Nhão hoặc là khô thì ra mì cũng không được. Mình sẽ dùng đũa hoặc là nĩa mình đánh cho tan cái trứng này ra. Mình đánh tan để một chút mình chế vô thì nó đều đó. Mình khuyên không sử dụng dầu trong làm mì, bởi vì khi mình sử dụng dầu thì cái sợi mì của mình nó không có dai nữa, do đó mình không sử dụng. Bây giờ cái nút ngoài cùng bên phải mình Quyên muốn chia sẻ, bởi vì một số bạn mới mua máy không có sử dụng được thì sẽ làm cho bị hư máy. Mình sử dụng nút này nè, mình bấm giữ đến khi máy hiện lên số 3 thì bắt đầu nó quay đó. Máy nó trộn nè, nó trộn sẽ quay bên trái và ép thì quay bên phải. Mình sẽ chế cái này vô, từ từ chế nha. Cái này hôm trước mình Quyên cũng đã có chia sẻ nhiều lần rồi. Và mình từ từ chế trong vòng 20 đến 30 giây thì cái này nó xong. Bây giờ thì chờ trộn, sau 3 phút thì nó sẽ ép ra. Đây, mì nó ra nè. Mì tơi khô. Như vậy là đúng nè. Còn nếu như mà mình thấy nó dính chùm lại là không được. Mà cũng như là mình thấy nó bị gãy gãy đó, răng răng là không được luôn. Tết thì mì nó phải tơi ra. Đây, như thế này nè. Bây giờ mình để cho máy ép ở đây, mình sẽ qua bên kia và mình làm tiếp tục cái khác nha. Vậy là chỉ cần 15 phút thì mình có được mì ở đây. Mì như thế này là gọi là mì trứng đó. Sau khi van áp suất hạ xuống rồi, mình Khuyên sẽ mở ra và kiểm tra xem cái sườn nó chín chưa. Wow, bây giờ nó thơm, ơi là thơm cái mùi hương liệu đó. Và mình sẽ vớt toàn bộ cái này ra luôn. Mình không để đây lâu quá, để lâu thì nó sẽ bị đắng đó. Mình Khuyên sẽ vớt. Mình sẽ gợt hết những cái tỏi này ra. Bởi vì nếu như mà mình để ra một chút, mình đem nướng hoặc là chiên, nó có thể dễ cháy. Hôm nay mình Khuyên sẽ nướng trong lò air fryer. Anh chị em và các bạn không có cái nồi giống mình Khuyên thì mình sẽ cho vào trong cái chảo, mình chiên ngập dầu cho cái đùi vịt nó giòn lên nha. Và giả sử như nếu mà mình muốn ăn cái món này mà mình không có thích làm ngay từ đầu như mình Khuyên thì có thể ra cái tiệm vịt quay, mình mua con vịt về mình nấu cũng được luôn. Mình sẽ chọn 200 độ C, mình Khuyên để 20 phút thôi. Và đây là nấm đông cô sau khi mà mình ngâm xong. Cái nấm mình nên cắt cái chân này ra bởi vì nó cứng đó, thì mình sẽ khứa ra. Đây là dao của mình Khuyên bén cho nên mình Khuyên khứa vậy được. Còn nếu như dao của mình không bén đó, thì mình nên để lên tấm thớt. Mình khứa thành khoảng 3 đường hay 4 đường cho nó dễ ngắm. Và cái chân nấm này mình cắt ra. Nó có thể cứng, mình cắt ra thì mình có thể để dành để mình làm cái món là chà bông. Đây, cắt ra như thế này. Sau khi vớt vịt ra xong, mình sẽ cho cái nấm đông cô vô đây để mình trộn, mình ướp. Trộn đều nha, cho nó ngấm. Bước tiếp theo mình sẽ làm đồ chua, mình sử dụng cái đồ bào. Mình Khuyên bào cái cà rốt cũng như là su hào mỏng mỏng ra. 300g su hào cà rốt, mình Khuyên cho vào đây 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê muối. Và mình sẽ sử dụng cái giấm. Đây là cái giấm màu đen. Cái giấm này mình có thể mua ở ngoài tiệm Á Châu đó. Giấm hôm trước mình Khuyên chia sẻ trong cái món bột chiên và trong cái món bò khô, gỏ khô bò đu đủ. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh giấm nha. Nó hơi màu đen đen. Nếu như mình không có thì mình có thể sử dụng giấm trắng cũng được. Trộn đều lại, mình sẽ ướp ở đây.
Bây giờ sau khi mình nướng được 10 phút rồi, mình mở ra kiểm tra nha. Wow, nó ngon chưa? Và bây giờ nó chín rồi, thực sự nó chưa chín bên trong đâu, nhưng mà cái ở bên ngoài nó vàng. Và mình sẽ hạ xuống 180 độ và mình sẽ cho nó khoảng 5 phút. Bởi vì hoặc là 4 phút, bởi vì nhiều quá thì nó sẽ bị cháy đó. Bước tiếp theo mình sẽ cho một muỗng canh dầu ăn vào trong chảo. Nấm đồng cô mình sẽ cho vô mình xào nha. Cả luôn cái tỏi luôn. Mình chỉ xào để cho cái tỏi nó thơm thôi, chứ mình không có xào chín, bởi vì nấm đông cô mình có thể cho tiếp vào trong nồi nấu. Mình thấy cái tỏi nó vàng lên rồi, có nghĩa là nấm đông cô đã được. Nè, Vinh Khuyên đã lấy ra xong cái đùi vịt nè, ngon ghê chưa. Để cho vịt vào thẳng trong nồi mình nấu, bởi vì nó là cái món tiềm, do đó mình cần nấu cho cái vịt nó mềm chút á. Toàn bộ nấm đông cô này, cho 200ml hoặc là 300ml nước vô nồi. Cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, một muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ trụn cái cọng xong, sau đó thì mình sẽ trụn cái lá. Chút sau thì mình mới đẩy nó xuống nha. Cái này mình sẽ trụn với lửa lớn. Và khi mình nhìn vào trong chảo, mình thấy cái cọng nè, nó trong rồi, có nghĩa là nó chín đó. Thì mình đẩy xuống cho cái lá nó xuống. Mình trụn cái lá rất là nhanh luôn, bởi vì cái lá nó nhanh lắm. Và bây giờ thì chín rồi, mình sẽ vớt ra. Mình làm như thế này thì cái rau cải nó lúc nào nó cũng được xanh hết. Dù cho mình để bao nhiêu thời gian lâu nó cũng xanh. Bây giờ nhìn vào trong đây, cái nước nè, nó màu nó đẹp chưa? Nó nâu nâu đó. Một muỗng canh hạt nêm. Đây là hạt nêm của Đức, hạt nêm rau củ quả. Một muỗng canh vung đường. Một muỗng canh nước tương. Một muỗng canh vung thật vung hắc xì dầu. 1/2 muỗng cà phê muối. Mình sẽ cắt cái hành cộng này cho vào, cộng hành trắng, chừa cái hành lá xanh lại. Thì Bình Quyên sẽ đậy lại và nấu ở đây thêm 5 phút nữa. Và tùy thích, nếu như mình muốn cái vịt nó mềm, thật là mềm, thì mình sẽ nấu lâu hơn. Bước tiếp theo mình sẽ trụng mì. Mình mở lửa lớn lên. Và sau khi mì chín thì mình khuyên vớt ra nha. Và mình sẽ tiếp tục mình trụng cho hết luôn. Sau khi mình trụng mì xong, mình sẽ cho vào trong mì. Đây là cái dầu hành mà mình khuyên vẫn hay sử dụng đó. Mình cho một muỗng canh vô. Lúc mà mì đang nóng nha, mình cho một hoặc là hai muỗng canh để mình trộn cho mì nó không có dính. Cho mì này nó rời ra đó. Bây giờ nó đang bốc khói luôn. Và mình chuẩn bị quay qua bên cái nồi bên kia. Và nếu như nhà mình có ăn bột ngọt thì sẽ cho 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Còn mình không ăn thì không cho vào. Cái này tùy thích nha. Bởi vì mình nấu cái nước súp mà không có bột ngọt thì nó không có ngon đâu. Mọi thứ mình đã xong ở đây. Mình cho mì ra tô. Đầu tiên mình phải cho cái cải này lên nè. Cho một cọng hành. Cho nấm lên.